Đang chắn nhựa đó các bạn ơi. Đây, đây là dưới bến nhà mình. Đây là hướng đi về Gạch Xài. Trời đẹp chưa? Lộ đẹp, hàng rào đẹp. Chỉ có duy nhất nhà bạn Trang hàng rào không đẹp. Mà cây nhiều. Nó kêu còn quay nó đó. Mấy thằng đó. Đi lại kia không có mạng. Wow, trời chỉ mưa. Ủa cái này chưa tưới nhựa hả bạn? Tưới rồi đó. Gãi thôi. Tưới rồi gãi lên cho dính hả? Sao luôn chạy lại rồi. Nghỉ quay luôn mưa rồi. Mưa.